Vâng, và để liên tục chương trình văn nghệ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất là sôi động, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Ca khúc được mang tên Tuổi 20 do bạn Phương Hiếu trình bày. Xin mời quý vị trong tràng pháo tay thật lớn ạ. Tôi luôn vượt qua.